À, hôm nay em có một lô đất rất là đẹp quý anh chị. À, với bề ngang lên tới 12 mét. Chỗ này quý anh chị này, ngang 12. Ở đây là phường Đông Hòa anh chị nha. Phường Đông Hòa, thành phố Di An. À, gần Big Sigo của Di An đó quý anh chị. Gần chỗ này ra Big Sigo chắc tầm khoảng 500 mét thôi. Còn nếu mà chạy ra đường này quý anh chị này, mình sẽ gặp cái đường Hai Bà Trưng nối dài, con đường mới mở ở tại thành phố Di An á. Xíu nữa em chạy ra đó cho anh chị mình xem ha. Chạy đây ra đó. Đây ra đó chắc cũng tầm tầm gần gần hơn 200 mét á, hơn 200 mét á. Xíu em chạy ra cho anh chị mình xem nha. Lô này ngang 12, ngang 12 quý anh chị ạ. À, có thể tách ba sổ thoải mái nha, hoặc có thể xây biệt thự rất là ok ha. Xây biệt thự là ok nha quý anh chị nha. Còn nếu mà mình muốn tách tách lô được luôn, tách được ba lô, chỗ này tách được ba lô. Bên kia có căn biệt thự quý anh chị thấy không ạ? Đó, có căn biệt thự bên đó đó. À, vuông góc đẹp, ngang 12 dài 22 quý anh chị, tổng là 258 m, có thổ cư 160 m rồi, có thổ cư 160 m rồi. À, giá tuyệt vời luôn anh chị, giá hơn 26 triệu một xíu thôi, hơn 26 triệu một xíu ha, tính ra tổng tiền là 6 tỷ 8 đó, 6 tỷ 8 thương lượng anh chị nha. Đấy, có hỗ trợ ngân hàng, sổ riêng luôn. Ở chỗ này lúc trước nó có mấy lô ở đây cũng đã tách được rồi quý anh chị nhá, đã tách rồi nha. Giờ còn cái lô lớn này thôi. Đấy, lô lớn của mình thì ở đây. Còn đây, chỗ này có 4 lô là tách rồi này. Chỗ này này. Đó, chỗ này là có 4 lô là tách rồi quý anh chị nhá. Đây, đất mình là ở đây này, khoảng này ha. Ngang 12 dài 22 là vào cái tường trong đó đó, vào cái dãy trọ trong đó đó. Vuông góc và đẹp quý anh chị nhá, hướng hướng đông bắc nha, hướng đông bắc. Đấy. Sổ hồng riêng. À, đường bê tông, đường bê tông. Đường này 5 m anh chị, đường bê tông 5 m ha. Khúc ngoài kia đẹp hơn, chạy ra đây là có rải nhựa này. Về ra chỗ ngoài kia thì có một cái khúc đường đất mà người ta cũng đang làm luôn, đang đặt cống luôn rồi quý anh chị ha. Đấy. Thì vị trí của nó thì rất là đẹp rồi, vị trí là phường phường Đông Hòa. Thứ nhất là phường Đông Hòa, thứ hai là gần với Big Sigo. Ở đây ra Big Sigo rất là gần, tầm 5 600 m thôi, tầm tầm đó thôi. Đấy, nó gần với các trục đường như đường Hai Bà Trưng nối dài này, đường Võ Thị Sáu này, đường Quốc lộ 1K này, đường Trần Hưng Đạo rồi. Đấy. Những con đường em vừa liệt kê đó thì trong vòng bán kính cũng tầm đâu 5 600 m thôi à, nó khoảng khoảng đấy thôi. Nói chung vị trí trung tâm, vị trí phường Đông Hòa, gần Big Sigo, về Thủ Đức gần, về Thủ Đức thì tuyệt vời, rất là gần. Đấy, phù hợp cho anh chị mình phân lô tách thửa, tách được 3 lô. Ngoài ra là mình có thể xây biệt thự rất là đẹp tuyệt vời. Đấy. Chỗ này 160 m thổ cư rồi, nếu mà mình muốn tách lô thì mình phải lên 20 m thổ cư nữa cho đủ 180 m với anh chị nha. Đủ 180 m là chia làm 3 lô, mỗi lô 60 m là ok. Đấy. Mỗi lô 60 m thổ cư là lên ok rồi đó. Thoải mái rồi ha. Rồi thì bây giờ này, bây giờ em di chuyển từ đây nhá. Em di chuyển từ đây em chạy ra ngoài kia cho anh chị mình xem cái con đường kết nối vào lô đất của mình. Mời anh chị. Trước tiên này quý chị. Trước tiên là mình ra đây, mình chạy ra đây một xíu là sẽ gặp một cái đường nhựa này. Đó. Đường rải nhựa mới làm luôn. Rồi đường rải nhựa chạy lên thêm một xíu nữa là sẽ ra một cái khúc đường người ta cũng đang làm luôn, đang đặt cống rồi quý chị. Đường đất đang làm cũng rất là đẹp á, đường lớn lắm. Rồi mình sẽ gặp cái đường Hai Bà Trưng nối dài cũng vừa mới làm xong luôn. Đấy. Đường đẹp nha quý chị nha, kết nối là ok đó. Ra đường Hai Bà Trưng nối dài là đẹp rồi. Đấy thì quý anh chị mình thấy không? Lô đất của mình rất là gần với đường Hai Bà Trưng nối dài. Đây là con đường mới mở tại thành phố Di An. Kết nối ra Big Sigo của Di An. Đấy, rất là đẹp.